Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống đài VTV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Ngày hôm nay, VTV xin mời quý vị cùng tham gia vào chương trình vẽ tranh cây quỷ mang tên Paint a Vision, được tổ chức vào thứ Bảy ngày 22 tháng 7 năm 2023 do Hội Sư Tử Houston Unity đứng ra tổ chức. Và sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận. I really appreciate you all joining in this. This is a fundraising that we're going to do so that we have the fund to do the cataract surgery for the people in Vietnam. For today, with the contribution that everyone donated, we were able to raise $5,500 for this. So we're going to be able to help 150 cases. Hội Sư Tử Houston Unity là một chi nhánh tại Texas của Hội Sư Tử Quốc tế, một mạng lưới của các thiện nguyện viên làm việc cùng với nhau để đáp ứng các nhu cầu thách thức trong các cộng đồng trên thế giới. Một trong năm trụ cột phục vụ chính của Hội Sư Tử là thị giác. Hội phục vụ để ngăn ngừa mù lòa và có thể cải thiện phẩm chất cuộc sống cho những người khiếm thị. Chương trình Paint a Vision nhằm mục đích quyên góp để thực hiện những phẫu thuật đục thủy tinh thể, cung cấp thuốc miễn phí cho những người cao niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Các bác sĩ và y tá đã tham gia phẫu thuật nhằm phục vụ hoàn toàn miễn phí, với số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cung cấp thuốc cho bệnh nhân. Lần này là lần thứ ba mình đã làm cái việc này. Lần này mình sẽ về làm ở khu Huế, ở gần Đức Mẹ La Vang. Lần đầu tiên mình có làm 150 ca cho ở Trảng Bom, rồi lần thứ hai là mình làm 200 ở Định Quán. Mỗi năm mình ráng làm cho một lần để giúp mấy bác á, tại vì mấy bác ở trong mấy cái khu không có tiền, cho nên mấy bác nói nếu mà không có những cái chuyện này đó là mấy bác phải sống không có thấy được. Mình đã gây quỹ được 5.500 sẽ giúp được cho 150 bác. Cái tiền này để gây quỹ để cho thuốc, để mổ mắt cho mấy bác. Còn bác sĩ với lại y tá đồ gì đó bên Việt Nam họ sẽ làm miễn phí hết. Hội Sư Tử, mấy tụi em cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ mấy cái công việc của mấy tụi em. Em chuyên môn về làm mắt và em cũng đi 4 lần làm việc thiện bên Việt Nam và Ấn Độ về chuyên về khám mắt. Em cũng là một người họa sĩ và giúp cho mọi người vẽ một bức tranh để cho mình cây quỷ. Cũng là một cái buổi vui vẻ cho một weekend, nhất là mùa hè thì có một cái gì đó cho gia đình đoàn tụ với nhau, mình làm chơi chung với nhau. Và bữa đây mình được sơn một bức tranh sunset ở biển thì rất là vui. Khoảng 50 người đến tham dự, lớn nhỏ, từ bé 5 tuổi đến một bác 80 tuổi đến cũng sẽ vẽ tranh, và mong rằng mọi người sẽ có một buổi tiệc cây quỷ rất là vui. Qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những thành viên của Sư Tử, bác sĩ Tammy với Pan with Tammy đã hướng dẫn mọi người vẽ một bức tranh bình minh đẹp trên bãi biển. Hội hy vọng sẽ nhận được sự đồng hành và thêm nhiều quyên góp tấm lòng từ mọi người, có thể tiếp tục công việc thiện nguyện này và giúp đỡ thêm nhiều trường hợp hơn qua những năm tháng tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự cộng đồng lần sau. Xin chào tạm biệt.